Nhậm Gia Luân hôn bạn diễn trực diện sau bao năm ăn chay trên màn ảnh. Nhậm Gia Luân luôn được khán giả ví là nam thần như thân như ngọc bởi các phim trước đây anh tham gia luôn khiến khán giả phải tiếc hùi hụi khi chưa lần nào có được một nụ hôn nghiêm túc với bạn diễn nữ. Khi thì mượn góc quay để giả vờ hôn với Dương Tử, khi chỉ dám hôn trán Đàm Tùng Vận ở Cẩm Y Chi Hạ. Thế nhưng cuối cùng thì fan hâm mộ cũng đã đợi được tới ngày nam diễn viên thực sự khóa môi với bạn diễn nữ. Người đó không ai khác chính là Bạch Lộc. Nụ hôn này của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân được click ra từ bộ phim Trường An Như Cố, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Sinh Nhất Thế Giang Nam Lão của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, bức hình này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Không phải dễ dàng mà khán giả có thể chiêm ngưỡng được kỹ thuật khóa môi của nam diễn viên. Nhiều người hâm mộ còn chỉ ra sự giống nhau đến bất ngờ của Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân. Điều này được hy vọng sẽ góp phần khiến cho sự tương tác giữa hai diễn viên trở nên thật bùng nổ. Trường An Như Cố, hay nói đúng hơn là Một Đời Một Kiếp Mỹ Như Cốt, diễn tả hai dòng thời gian cổ trang và hiện đại. Trường An Như Cố là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của tiểu nam thần vương Nhậm Gia Luân đã trót yêu thời nghi Bạch Lộc, người đã được hứa hôn với thái tử và chuẩn bị làm thái tử phi. Mối tình của họ cuối cùng cũng đành dang dở, nhưng vì vẫn còn yêu, thời nghi quyết định không uống canh mình bà. Nào ngờ đâu đến với kiếp sau, cả hai lại bất ngờ hội ngộ. Thời nghi khi này là một diễn viên lồng tiếng, còn Châu Sinh Thần trở thành giáo sư đại học. Trong hai người, chỉ có thời nghi còn giữ được ký ức tiền kiếp. Vậy cô sẽ làm gì để một lần nữa có được trái tim của Châu Sinh Thần? Một số cộng đồng mạng bình luận, hóng thế, mê Nhậm Gia Luân diễn mắt lắm luôn. Ngày mai phim chiếu luôn có được không? Thấy Nhậm Gia Luân phim nào cũng shot với bạn diễn nữ hết, nên nhìn chemistry đỉnh lắm luôn. Cảnh này thực sự nhìn rất đã nha. Mà với mình, khi xem phim luôn, cái chemistry với bạn diễn là nó ở ánh mắt ấy. Diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc được khán giả đánh giá rất tốt. Dù không thể nói cả hai hoàn toàn thuộc trường phái thực lực, nhưng diễn xuất của họ được đánh giá hơn hẳn những nghệ sĩ đóng phim chỉ nhờ vào gương mặt đẹp. Chính vì lý do này mà khán giả và người hâm mộ tin rằng cặp đôi màn ảnh sẽ mang đến những tác phẩm có chất lượng cho người xem. Hình ảnh của nhân vật trong phim toát lên vẻ buồn bã, âu sầu, báo hiệu câu chuyện tình cảm buồn cho khán giả. Đây là vai diễn bi kịch của Bạch Lộc sau nhiều lần nhận vai chính diện mạnh mẽ, tinh nghịch, lạc quan. Trong phim, nhân vật thời nghi là thái tử phi với tính tình ngây thơ, vô tư nhưng lại có một kết cục buồn. Ngay khi bộ hiện đại được khởi quay, khán giả đã rất háo hức trông chờ vào cặp đôi tài sắc vẹn toàn. Và khi tạo hình cổ trang phần còn lại xuất hiện, người hâm mộ càng trầm trồ vì cả nam chính lẫn nữ chính cực hợp với tạo hình cổ trang. Thế nên, dù biết rằng cốt truyện là buồn nhưng khán giả vẫn trông đợi ngày phim lên sóng. Đoàn phim cũng tung ra một loạt những hình ảnh ngọt ngào, tình tứ của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc. Trong ảnh, Bạch Lộc được Nhậm Gia Luân cõng trên lưng, cưng chiều hết mực. Thế nhưng, đáng nói nhất là loạt cảnh Bạch Lộc chủ động áp sát Nhậm Gia Luân với tư thế vô cùng ám muội. Những bức ảnh nóng bỏng trong phòng riêng của cặp đôi Trường An Như Cố khiến không ít fan nóng mắt. Một số người còn nhắc ngay đến vợ của Nhậm Gia Luân, qua đó bày tỏ sự ngưỡng mộ và không phục dành cho cô khi chồng yêu có nhiều cảnh mùi mận với bạn diễn nữ. Nhiều ý kiến khác lại cảm thấy bình thường vì đây là công việc và trách nhiệm của diễn viên. Vợ Nhậm Gia Luân từng học chuyên ngành diễn viên nên hiểu ngành này hơn ai hết, một khán giả chia sẻ. Bộ phim cổ trang Cẩm Y Chi Hạ do Nhậm Gia Luân đảm nhận vai chính, được nhiều khán giả đón nhận và yêu thích, thì Mộ Bạch Thủ lại không may mắn như thế. Lượt rating của Mộ Bạch Thủ do nam diễn viên và Trương Tuệ Văn thể hiện có rating không cao, độ thảo luận trên mạng xã hội tụt dốc theo từng ngày phát sóng. Trước đây, Nhậm Gia Luân chẳng thể nổi bật trong giới giải trí, dù rằng anh có nhan sắc đẹp lần diễn xuất chắc tay. Chỉ đến khi Cẩm Y Chi Hạ phát sóng, nam diễn viên mới được nhiều người biết đến, từ một người vô hình trở thành minh tinh nổi tiếng.